Cơ hội cho cầu thủ Philippines, cú sút và bàn thắng cho các cầu thủ Philippines. Người ghi bàn đó là số 9 Anh Sức, Jess Anh Sức. Rõ ràng đây là một đòn phản công hết sức nguy hiểm của các cầu thủ Philippines. Anh Sức chúng ta thấy là đã xử lý bóng rất bình tĩnh và có độ chính xác cao ở trong